Hello là ok nha, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của em Bông Bé Bỏng. Nhưng mà bây giờ thì cả nhà không hề thấy có em Bông Bé Bỏng đâu ở đây đúng không? Em Bông đây cả nhà, Bông ơi. Đó, sáng là tự nhiên ba đứa cái nằm ngủ như thế này nè. Đây là em Bông nha cả nhà, đó rút vô một chỗ vậy đó, nằm ngủ. Còn đây chị Su đây. Chị Su á là không bao giờ nằm ở ngoài, mà chị Su á là chị nằm vô trong cái rổ như thế này thôi nè. Chị Su giỏi lắm cả nhà, không bao giờ nằm ngoài dơ đâu. Còn đây là em Mèo. Em Mèo Idol. Ai quên rồi, em Miu Miu Miếp. Trời ơi, có cái mắt mày kia. Trời ơi, có cái chân chị ngủ kìa. Cả nhà thấy không? Quá quen bơ luôn kìa. Ôi đây để mình kiếm Miu ra nha. Kiếm Miu ra coi. Ôi dạ, coi kìa. Cái gì đây? Ôi, coi cả nhà có thể thấy được cái độ gọi là gọi là bá đạo của em yêu chưa? Ngủ mà không mình làm gì mà cũng không dậy đâu nè. Bây giờ em mới kêu Bông, em Bông ra nha. Để xem được cái dáng ngủ của Bông với lại so với Miu với lại Su á là sẽ như thế nào. Đó, là mình mới có thể so sánh được. Bông ơi. Bông ra đây, Bông nằm ngủ nè, Bông đừng ngủ đó nữa. Đây, đây Bông ra đây, Bông ra đây, rồi Bông nằm xuống đi, đây, hả, ừ, thấy chưa, đây là cái dáng ngủ của ba chị em nhà Su xí sọn, đó, trời ơi coi kìa, coi cái da xe nữa miêu với lại Bông ngủ giống nhau không nha, đó. Ôi, có bạn Miu bạn ngủ này cả nhà. Đây, để mình quay nghe cho cả nhà thấy. Trời ơi, có bạn ngủ kia. Để mình gọi thử có giọng nha. Miu. Miu ơi. Dạy Miu ơi. Dạy ăn kìa. Dạy ăn kìa. Trời ơi, có bạn ngủ kia. Trời ơi, có hai cái chân nè. Trời ơi. Dạy ăn, mẹ mua đồ ăn về rồi kìa. Dạy ăn. Miu ơi. Chết rồi, cô ơi, cô ngủ say cỡ đó. Rồi bây giờ tới lượt Su nha. Từ từ. Su. Dạy đi ăn. Dạy ăn, mẹ mua đồ ăn về rồi. Dạy ăn Su. Trời ơi cả nhà coi kìa, Su dạy. Đi ra đây. Dạy. Trời ơi cả nhà thấy không dạy. Sao dạy, cái gì dạy? Trời ơi. Đó, thì đây là cái dáng ngủ của Su của ông này nha cả nhà. Đó. Ở nhà á là ba chị em á là chơi là ở trong cái khu vậy thôi. Đó, là cứ sát sát nhau vậy đó, không có đi đâu hết á. Ơi. Trời ơi. Su á là chị lớn nên đâm ra á là Su sẽ ở ngoài, Su coi thử là có ai mà vô hay là cái gì là Su sẽ báo động cho em Bông với lại em Miu biết. Còn bình thường á là hai em đây là sẽ ngủ thôi đó cả nhà. Su là phải thu và lại phải canh. Mà Bông với cả nhà, Bông ngủ á là lúc nào á là Bông đa phần là Bông hay là nằm như thế này nè. Đó, Bông nằm ngửa như thế này nè, Bông ít khi mà Bông nằm úp lắm. Trời ơi, có bà Miu này cả nhà. Ôi, cô bạn lùi ghê chưa? Cô bạn ngủ kìa, có cái mặt bạn kìa. Miu ơi. Miu. Trời ơi, không mở mắt luôn. Con Miu dậy. Miu dậy. Miu. Trời ơi, cô bạn không chịu dậy luôn kìa. Miu. Trời ơi. Miu ơi. Miu. Trời ơi. Đó là bây giờ cả nhà biết không, là mẹ mình hình như là đang về rồi sao á, là bắt đầu là Su với Bông là thấy á, nhưng mà bây giờ để mình kêu từ đợi xí, mẹ vô là mẹ cho ăn. Sướng không? Chết rồi cả nhà, bà Miu nè, bây giờ mình mới nói tới bà Miu nè. Bông á, bông thì bây giờ mình lay dạy. Bông ngồi dạy đây. Bông ngồi dạy không? Ngồi dạy. Chứ cũng không muốn ngồi luôn. Ngồi. Bông ngồi.
Ba học sâu. Sâu ơi. Sâu ngồi hai chân lên coi coi. Sâu ngồi hai chân, bắt tay coi. Bắt tay đây. Đó là buổi sáng của mấy đứa là như thế này nè cả nhà. À, ví dụ mà mình không đi quay á là sẽ quần quần ở này chơi rồi bắt đầu là nằm không, mình không chơi đó, bắt đầu nằm ngủ. Xong rồi. Xuống ra đây. Rồi, bao nằm xích vô đây, bao nằm xích vô. Rồi. Xuống nằm xuống, xuống quay lại. Mình sẽ xích. Rồi xuống nằm xuống. Rồi xuống nằm xuống. Nằm. Nằm xuống. Giỏi, bao nằm xuống. Giỏi. Nằm im nó hết. Bao nằm xuống, bao nằm im đó. Rồi nằm ngủ đi. Chu cha, trời ơi, bà Su đây là mập nhất nha cả nhà. Su đây là quá mập luôn đó. Ăn rồi ngủ suốt ngày mập lắm. Nằm xuống, anh nói nằm xuống. Nằm. Nằm. Giỏi. Su thì biết nghe lời hơn Bông. Bông thì chưa biết. Bông thì nói chung vẫn còn lanh chanh. Còn em Miu thì khỏi phải nói rồi. Em Miu thì cứ thức, cứ nằm ngủ là ngủ thôi chứ không cần phải nói gì nữa đó. Su với Bông với cả nhà là rất là thích gãi chỗ đây nè. Đó. Gãi chỗ đây rất là thích luôn. Đó. Mà sao hay lắm nha. Ba đứa đây á ngủ á là lúc nào là cũng nằm ngửa vậy nè. Đó, Bông là nằm ngửa nè. Em Miu là nằm ngửa chắc chắn luôn rồi nè. Đó. Còn chị Su á, chị Su mà lâu lâu là nó úp dài chứ bình thường nằm ngửa. Đây nè, mình quay cho Su nằm ngửa nè. Su nằm ngửa đây anh coi coi. Nó nằm ngửa ra. Rồi, nằm yên đó. Cưng ghê chưa? Cưng ghê chưa? Cưng đó. Nằm im hết. Đứa này mà ngồi dậy là anh cho một cái xúc xích. Bây giờ để mình xem thử nha. Trong 1, 2, 3 đứa, bây giờ mình kêu một cái là đứa này sẽ ngồi dậy nha. Đứa này mà ngồi dậy là được một cái xúc xích được chưa? Cả Su, cả Bông và cả Miu luôn. Rồi. Chuẩn bị nha, nằm xuống hết. Ngồi. Rồi, Su một cái xúc xích. Rồi. Tới lượt ai? Rồi tới lượt Bông. Rồi đi xuống mẹ đây. Trời cha mẹ Miu mà dạy đi kìa. Hai chị chạy xuống dưới kia rồi kìa. Còn nằm dưới đất vậy. Hả? Ôi con nằm hai cái chân kìa. Cái chân này cả nhà. Trời ơi thương ghê không. Xuống đi kìa, xuống mẹ cho ăn đi kìa. Chứ sao lại nằm trên đây nữa. Hả? Mẹ mua đồ ăn về rồi kìa. Xuống đi. Miu kìa. Mẹ kêu kìa. Ôi trời cha. Mẹ kêu Miu đi. Miu kìa. Chú ra. Miu. Sao? Hả? Đói bụng chưa? Đói bụng chưa chờ ngang, mày xuống mày đọc cơm cho ăn ngang. Hả? À. Đói bụng chưa? Hồi sáng ăn rồi mẹ. Bây giờ là bắt đầu là Miu là bắt đầu gần Su với Bông rồi cả nhà. Nay quậy lại làm đại ca luôn á. Làm đại ca luôn rồi chứ. Đại ca luôn á chứ, quả chứ sợ. Đó, có cái kẹp, đó thấy không, cả nhà thấy không, kẹp cái chân của em Bông thấy không. Nè, bắt tay. Chụp nè. Miu. Bắt tay kìa. Miu. Bắt tay. Miu. Bông đưa tay kìa mẹ, Bông đưa tay, bắt tay. Bắt tay coi, chung cha giỏi quá, Bông giỏi quá. Bông là chị ba mà, giỏi hơn à. Dạy cho em bao em. Đó, bắt tay lại đó. Chung cha. Em Miu đó. Nhìn mỏng mỉm không? Miu mỏng mỉm á. Ngủ là đâu có biết cái gì đâu. Miu. Thích là ngủ á. Ơi, Miu.